Thiên tâm có nghĩa là đời sống phải vui vẻ, mình tạo nguồn vui cho mình. Sống là phải hạnh phúc vợ chồng, nhất định là phải tin là cái linh hồn mình phải về trời, mình không có tái sanh làm người nữa. Làm người mình đang mang cái sang này là giống như mình đang cái còng nó mang gọi là túi da thúi á, mình không có muốn làm túi da thúi nữa, mình phải đi về trời, thì đó là thiên tâm. Hỏi anh Kiệt rất là nghiêm túc nha, nếu mà đọc kinh thì nói chung là kinh là dạy chúng ta những điều tốt không ạ? Nếu mà mình đọc kinh tình yêu được không? Tình yêu thì tối ngày anh cứ yêu, khi mà cái tâm anh mà lắng động thì cái mai lắng động, cái tâm anh mà bất tịnh thì cái đầu anh nó bấn loạn. Anh cầm cái YouTube không có channel này anh thích coi hết, nhưng trước tiên á là tôi dạy anh cái tâm phải tịnh thì anh mới ở trong nhà. Có những người không cần bước ra khỏi cái cửa mà tâm hồn của họ vẫn an lạc, thì đó là thiên tâm. Thiên tâm có nghĩa là đời sống phải vui vẻ, bằng tự mình tạo ra vui vẻ, chứ không phải mình xin đứa con nào gọi mình hay ai mời mình đi ăn là mình vui vẻ. Tự mình tạo nguồn vui cho mình, sống là phải hạnh phúc với vợ chồng. Và đồng thời chỉ có một đường đi là nhất định là phải tin là cái linh hồn mình phải về trời, mình không có tái sanh làm người nữa. Làm người mình đang mang cái sang này là giống như mình đang cái còng nó mang gọi là túi da thúi á. Cái này là túi da thúi, ở trong anh nãy anh ăn nhị thuốc quá đúng không? Rồi túi da thúi, mình không có muốn làm túi da thúi nữa, mình phải đi về trời, thì đó là thiên tâm. Và khi anh đọc kinh á, là cuốn kinh á là gì? Kinh là tên của tất cả những vị thần thánh siêu siêu nhiên trên trời. Đó là một cái combination, là một cái mã khúc, khoảng 300-400 cái mã khúc. Anh đọc đúng cái mã khúc, nó open cái mai của anh ra, cũng giống như open một cái kho tàng quý báu của Alibaba 40 tên cướp vậy đó. Thì từ đó đó anh sáng trí ra. Khi anh sáng trí ra, tâm của anh sáng ra, anh sẽ không còn thấy cuộc đời này gọi là cái gì mà khó khăn như anh hết. Kinh là có hiệu lực vậy. Con học cái chữ buông bỏ hay hơn chữ mây mưa. Buông và bỏ giống như tôi nè, vừa đủ là được rồi, vừa đủ xài thôi. Và tôi còn vui là gì? Trên thế giới rất là nhiều người thương mến, và những lời tôi nói là lời thật, chưa từng cầm một tờ giấy mà ngồi nói chuyện chính tiếng, không có sợ cường quyền. Nghĩa là mình thiệt là người ta thương, tôi chỉ có cái tâm thật thôi. Ngoài ra tôi không có gì hay bằng cái tâm thật. Lời nói là lời thật, 5 năm nay nói thật không? Có gì tôi nói sai? Tôi nói 100 quay lại đó. Ổng mà quay lại á là cái thế giới này quay 180 độ đã lắm. Cũng giống như là ở ruộng lúa tụi dưới quê đúng không? Máy cày cày ngang là mình sao mình cứ đi bắt dế hay là gì nó mồi lên như này. Nhưng mà nhờ cái máy cày này, nên hồi xưa mà ông bị ăn hiếp đã thiếu á. Ô, con sẽ giảm tuổi thọ 10 năm cho ông Trump trở lại y chang, cho nên đáng 10 năm của tôi. Tôi đặt bàn tôi khấn đàng hoàng á, có video quay nữa mà. Cho nên thì kỳ này ổng quay lại. Thì sau đó, nhưng mà trong lòng dân, 100 triệu dân Việt Nam á lại thích ông Trump. Cho nên bây giờ 100 triệu dân ngày nào cũng nhắn: con khấn cho sư phụ 10 năm. Trời ơi, giờ mấy trăm đứa bây giờ tôi sống tới mấy nghìn tuổi luôn. Lời đầu tư kiểu này là lời. Lời quá. Lời quá. Quá lời, đâu có lỗ đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nhờ Kiệt lên nói cho nên 100 triệu dân mới biết được chánh với tà như thế nào, thật với giả như thế nào. Ông Trump không làm lương, ông đâu có lãnh lương đồng nào đâu. Còn cơ sở thương mại ông một năm mất mấy tỷ nữa. Còn ông kia lên á, ăn tiền hối lộ của Trung Cộng. Thằng con á thì laptop Biden thấy tùm lum hết trơn đấy không? Quá trời. Nhìn nó trắng đen rõ ràng như bàn tay vậy mà.